Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một nội dung, đó là để nuôi chim bồ câu thì mình cần chuẩn bị những gì. Đấy, mọi người có thể thấy là dưới con chim bồ câu này có một quả trứng không? Mình ngụ ý của mình quay đó là nó đẻ ra quả trứng vàng đấy anh em ạ. Thực ra mình nói đùa thôi. Chim bồ câu nó đẻ thì mình sẽ có rất là nhiều những cái lợi nhuận. Nhưng mà để nuôi một con chim bồ câu ấy thì mình cần chuẩn bị những gì? Thì ngày hôm nay thì mình sẽ bỏ ra khoảng gần 10 phút để chia sẻ cho anh em những cái nội dung về cái vấn đề này. Thứ nhất là để nuôi chim bồ câu ấy, thì mình lấy cái mốc là 100 cặp đi. Tại vì 100 cặp thì nó cũng ở một cái dạng gọi là trung bình ấy. Để với những anh em nào mà nuôi chim bồ câu mà muốn phát triển nó thực sự ấy. Thì 100 cặp thì cần khoảng diện tích khoảng bao nhiêu mét vuông? 100 cặp thì tầm khoảng chưa đến khoảng 20 mét vuông anh em ạ. Tại vì mình xếp cái lồng nó chồng lên nhau mà, có khi không đến nữa cơ. Cao thì tầm khoảng 5 đến 6 mét thôi. Còn cái bề rộng thì ví dụ là anh em nào rộng quá thì càng tốt. Để nuôi được con chim bồ câu thì trước tiên mình phải yêu nghề đã anh em ạ. Mình hay nói là để làm được một cái việc gì mà thành công thì mình phải có cái niềm đam mê và thích thú đã thì nó mới thành công được, cũng như là mình tìm hiểu về nó. Rất nhiều anh em đến trại mình và hay hỏi mình là làm sao để nuôi chim thành công được như anh, cũng như là nuôi chim bồ câu làm sao nó đẻ nhiều, nó lãi nhiều như anh. Thực ra thì mình hay nói là muốn nuôi một con gì nó thành công, không riêng gì chim bồ câu đâu, thì mình phải có cái niềm đam mê đã, cái sự thích thú của mình đã. Và khi có cái niềm đam mê thì mình sẽ có tầm khoảng một ít vốn thôi anh em ạ, không nhiều lắm đâu. Rồi mình sẽ cần phải mua những cái gì? Đó là mua giống này, thứ nhất là mua giống. Thứ hai là mua lồng. Đối với mua giống và mua lồng thì mình hay khuyên anh em thật lòng là tìm những cái địa chỉ nào nó uy tín anh em mua. Anh em có thể không mua ở trại mình cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là ở Việt Nam mình cũng có nhiều những cái nơi uy tín đấy. Thì anh em có thể lựa chọn những cái nơi uy tín để anh em mua. Còn lồng thì ở trại mình tự sản xuất luôn anh em ạ. Chứ mình không có mua ở ngoài chợ đâu. Nên là cái lồng của mình anh em đến tận nơi thì anh em thấy nó rất là bền và nó chắc chắn. Lồng mình tự sản xuất. Coi như là bao phụ kiện hết cho trên một cái lồng là một cặp nuôi anh em ạ. Thì sau khi mà có lồng với có giống á, thì mình cần phải có một cái chỗ mình nhập thức ăn anh em ạ. Thức ăn, nhập thức ăn thì cám con cò mà. Thì ở địa phương thì hầu như ở Việt Nam mình thì địa phương nào có cám con cò. Ở những cái đại lý và những cái cửa hàng bán ấy, thì có rất là nhiều. Và sau đó thì nuôi chim bồ câu á, thì nó cũng đơn giản, không có gì phức tạp cả. Thì ở trại mình là có hướng dẫn cho anh em nuôi con chim bồ câu làm sao để nó phát triển cũng như là nó thành công, chế độ ăn uống của nó cũng như là sổ giun. Thường thường mình hay nói là sổ giun 6 tháng một lần. Ngoài ra thì không có tiêm thuốc hay chích thuốc gì cả, tại vì con chim bồ câu siêu thịt của Thái này là nó cái sức đề kháng nó rất là mạnh anh em ạ. Mình không có phải cho nó uống thuốc hoặc là tiêm chích gì đâu như những cái loại khác. Đây con chim này không phải. Thì sau khi mà có những cái tiền đề cơ bản như là chuồng trại này, rồi giống chim bồ câu này, lồng này, rồi thức ăn này, thì mình chỉ việc bắt tay vào mình nuôi thôi. Và việc nuôi con chim bồ câu làm sao cho nó đẻ nhiều thì mình cũng làm video rất nhiều cho anh em rồi. Đó là mình có những cái cách làm sao để bắt con chim bồ câu nó đẻ như người ta tầm khoảng mười mấy lứa một năm, còn mình thì đẻ 30 lứa một năm. Mình cho nó ấp bằng máy ấp trứng anh em ạ. À, thì nó sẽ rất là hiệu quả. Còn đối với những cái cặp nào mà anh em mới nuôi mà anh em theo đánh nhau ấy, thì mình sẽ có những cái cách để khiến chim bồ câu nó yêu nhau. Đây, chạy đây cám anh em, đây là cám con cò này, trồng đây bắp, thế thôi, rất đơn giản.
Còn ở trại mình thì chim bồ câu là xuất đi liên tục. Đấy, với những cặp nào mà nó nuôi con nó nhiều thì mình cho nó ăn nhiều hơn một tí. Hay những cái lồng bên dưới là mình mới xuất chim bồ câu đi anh em ạ. Mình xuất đi liên tục. Tất cả những anh em nào cả nước từ thành thị đến nông thôn mà có nhu cầu nuôi chim bồ câu thì mình hoàn toàn có thể chuyển cho anh em. Anh em không có gặp những cái vấn đề về nhà cửa hay là chuồng trại thì mình hoàn toàn có thể nuôi con chim bồ câu anh em ạ. Đây là mình ship ở trên thành phố, nhiều người họ còn nuôi ở trên sân thượng mà. Nhiều người họ nuôi trên thượng anh em ạ, nuôi vài chục cặp. Bồ câu gà này, rồi bồ câu Thái này. Còn chuồng trại của mình thì nhiều anh em nói là mình có phải dọn thường xuyên không? Thì mình cũng có hai cái cách để làm chuồng trại, đó là cái tự hủy và cái hứng phân anh em này. Mình thì mình vẫn thích cái lưới hứng phân này hơn. Tại vì theo mình thì mình cứ 2 tháng mình dọn một lần, nước thì mình cũng vậy, mình rửa. Khi nào nó đóng rêu nhiều thì mình rửa. Còn cái những cái kia thì mình phải xây. Mai mốt mình hốt lên các thứ thì mình cũng khá là vất vả đấy, nhưng mình nên mình hay vẫn còn sử dụng cái lưới là vậy. Cái nào cũng ưu việt cả. Vài tháng mình dọn một lần không có vấn đề gì cả anh em ạ. Đấy, nuôi chim bồ câu mình hay nói có một cái là nhàn như nuôi chim bồ câu mà. Một ngày mình chỉ có cho ăn 2 lần thôi. Sau đó mình làm được rất nhiều những cái công việc khác. Chim bồ câu này thì có chim bồ câu gà Mỹ này. Rồi đây là mình để con chim bồ câu gà Mỹ với con chim bồ câu Thái anh em nhé. Đây là mình để lai chơi thôi. Để làm thịt ăn cho nó to một tí thôi. Còn mình vẫn ưa chuộng nó nhất là những cái dòng chim thuần đấy, không có lai. Thì giá trị dinh dưỡng của nó rất là nhiều luôn. Đây anh em có thể thấy là ở trại mình thì mua nuôi chim bồ câu theo hình thức công nghiệp rất là hiệu quả, một lồng nuôi là 1 cặp. Còn đây là tầm khoảng 5 đến 6 giờ là bắt đầu mình đi lượm trứng anh em ạ. Những con mà nó đẻ trứng ấy thì mình sẽ đi lượm, mình bỏ vào máy ấp trứng. Sau đó thì khi mà khoảng 18 ngày sau mà quả trứng nó nở thì mình ghép cho chim bố mẹ nuôi thôi. Rồi anh em nào mà cần bao đầu ra thì mình bao đầu ra sẵn sàng cho anh em. Mình có một hệ thống tiêu thụ rất là mạnh mẽ. Và mình cũng mong muốn là được hợp tác với rất nhiều những cái người nông dân. Mình cũng thành lập hợp tác xã mà anh em. Ở trên huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk này. Mình cũng có chi nhánh rất là nhiều, vệ tinh của mình ở trên Đắk Lắk rất là nhiều luôn anh em. Hệ thống chuồng trại của mình nói chung là phân bố rất là nhiều để có làm sao có thể cung cấp giống cho anh em đấy. Anh em có thể thấy này, những cặp chim bồ câu ra ràng này, nhìn đến trại mình thì chỉ có thích lên thích xuống thôi anh em ạ. Anh em có thể không đến tận nơi được thì mình có thể ship cho anh em những cặp giống sao cho nó siêu chuẩn. Và mình ghép cặp sẵn luôn, mình đánh dấu mà. Thường thường như mình khi mà mình ship cho anh em mình sẽ đánh dấu cái cặp. Có thể đánh dấu ở đầu, ở lông này, ở cánh này, ở chân này. Để làm sao khi mà anh em bắt về, em bắt ra cái lồng là anh em nuôi thôi. Phần cặp của mình là chắc chắn trông mái 100% anh em ạ. Không bao giờ nhầm lẫn được. Rồi, nuôi chim bồ câu hiện tại thì mình hay nói là không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tại vì người ta vẫn phải ăn mà. Nó thuộc cái phân khúc đó là mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm mà. Người ta ăn rất là nhiều. Và đại dịch thì người ta cần cung cấp thêm chất dinh dưỡng á. Thì một con chim bồ câu bằng 9 con gà. Nên là mình có lợi hơn rất là nhiều. Và một gia đình thì tầm khoảng 4 đến 5 người thì tầm khoảng ăn 2 con chim bồ câu nấu cháo là quá tuyệt vời rồi anh em. Đấy, nuôi chim bồ câu thì đơn giản như vậy đấy anh em ạ.